Xin chào mọi người, Khuy hôm nay tiếp tục giới thiệu đến mọi người cái mẫu laptop Dell Latitude 5320. Đây là cái cấu hình i7 Gen 11, RAM 16 SSD 512, rất là chất lượng luôn. Mình sẽ báo giá ha. Tất cả những cái con mà 5320 từ cái nghĩa là từ cái video này đổ về trước là đã bán hết rồi nha mọi người. Bắt đầu video này là cái con mới. Mỗi cái con sẽ có mỗi cái số series nó khác nhau. Mình có check series hết, hầu hết là mình đều check series quay trên video cho mọi người luôn. Cho nên là tùy xấu đẹp hoặc là có con thì nó cũng bằng giá, nhưng có con thì tróc chỗ này, có con thì trầy chỗ nọ. Mỗi con mình sẽ quay kỹ càng đâu đó. Mọi người chốt con nào mình sẽ gửi đúng cái con đó cho mọi người ha. B162 là mã mình đặt cho máy này. Dell Latitude 5320. Cái vỏ ở bên ngoài thì nhìn chung thì tương đối sạch đẹp, mình sẽ chỉ cái chỗ mà xấu hoặc mòn hoặc bóng cho mọi người xem. Cái này thì cái cạnh nó cũng hơi mòn nhẹ nè, và cái phần này thì nó cũng hơi bóng, giống như mình nói người ta hay cái bỏ trong cái túi chống sốc hoặc là trong cái cặp lôi ra lôi vô thì nó phải có cái dấu đã qua sử dụng hoặc hơi bóng hoặc hơi mòn nhẹ, là cái điều mà hầu hết cái máy nào cũng không thể tránh khỏi. Này thì nhìn chung tương đối sạch sẽ ha, có cái chỗ này nó hơi mòn, chỗ này mới nãy mình nhìn nghiêng mình thấy nó cũng hơi bóng nhẹ thôi, không khó phát hiện là bóng. Mới nãy thì mình thấy hơi bóng nhẹ, mượn ánh sáng để dò nè mọi người, cũng không bóng gì hết. Có cái chỗ này nó hơi mòn tí nè, tí sơn trầy chút nha mọi người, tí tia chỗ này, còn lại là mình thấy là cũng tương đối ok. Thấy ha, góc cạnh cái chỗ này nè nó trầy chút xíu xíu sơn. Bên này ngõ HDMI, USB, tai nghe. Bên này hai cái tai si sấm sét, sạc sạc Zin Dell tai si ha. USB, thẻ nhớ, nói chung là đầy đủ các ngõ kết nối, góc cạnh là đẹp. Mặt ở trên này cũng tương đối đẹp nha mọi người. Nói chung là có hơi mòn tí chỗ này và tí chỗ này thôi. Màn hình 13.3 inch. Màn hình là mẫu nè, dường như là vuông viền, nhìn đẹp nhẹ, một ký hai ha. Phím thì cũng tương đối sạch sẽ, cũng có hơi bóng, có cái dấu hơi bóng nhẹ thôi, cũng không phải bóng gì mọi người, có dấu đã qua sử dụng thôi, đã từng gõ rồi dạng vậy thôi. Mình có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế, hai dán vào là gõ kiểu quốc tế ok nè. Góc cạnh là đẹp, bên này thì cũng đẹp ha, i7 Gen 11 các mọi người, bàn rê chuột sạch sẽ. Này là một cái tem, cái số điện thoại gì của Dell thôi. Này người ta lột ra, nó hơi cong lên lột ra thôi chứ không có vấn đề gì hết. Này nó hơi hằn, gọi là cái hơi bóng nhẹ cái tay để thôi, cũng không ảnh hưởng gì nhiều, mọi người nhìn nhìn cũng tương đối sạch sẽ nha. Vô bên trong, nó là Dell Latitude 5320 i7 Gen 11 nha mọi người. Mà cái Gen 11 này là nó tới 1185 G7, là nó 3.0 lận, nó khỏe như những cái con mà 7820HQ đổ lên đó mọi người. À, khỏe nha. RAM 16 GB, SSD là 512. Nó cũng giống như mọi 5320 mà i7 Gen 11 khác của những cái video mình từng view thôi. Mình có check series nè. Đây ha, sản xuất giữa 2021 tại Japan. Có những cái con đó, đát của nó sản xuất 2022 nha. Ở đây là 2021, cũng tùy cái lúc cái lắp mà người ta sản xuất khi mà nó ra thôi. Máy hoạt động hoàn hảo, không có lỗi lầm gì. Phần mặt lưng này cũng sạch đẹp nha mọi người. Mấy cái dòng này thì người ta chưa sử dụng được bao nhiêu hết. Nói chung là Gen 11, 12 rồi. Cái Gen đó nó còn còn mới, người ta còn giữ cũng còn tương đối sạch sẽ. Pin trên 3 giờ, kèm sạc Zin. Và mình quên chỉ cái chỗ này. Nó có hơi mại màn hình đó thì mình thấy đẹp nha. Chỗ này có hơi phản quang rất là nhẹ luôn. Rất là lợt thôi mọi người, hơi rất là nhẹ luôn. Thật sự không có để ý thì không biết. Nãy mình định view nó không có phản quang, nhưng mà mình soi lại mình thấy chỗ cái góc này nó hơi trắng nhẹ hơn bình thường, hơi khó thấy một tí thôi. Nền khác, nền màu là không có thấy nha. Chỉ có nền trắng mà hơi khó thấy mọi người, tí tí ở chỗ đây thôi. Không hề ảnh hưởng gì tới chất lượng mình sử dụng hết. Nhiều người không để ý cũng không sao. Và cũng có khi là lỗi sản xuất, nhiều khi nó có phản quang rất là nhẹ cũng không có ai để ý, không vấn đề gì nha mọi người. Mà nó có phản quang nhẹ dành cho ai khó tính, mọi người khỏi phải soi, mình soi luôn rồi. Là có phản quang một chút xíu đó thôi, còn lại là ok. Mình báo giá mọi người B162 này giá là 9 triệu 9 9 triệu 9 cho cái con Dell i7 Gen 11. Cảm ơn mọi người, nhiều ai chốt thì inbox mình. Dùng là máy này thì mình thấy là từ đầu tới cuối cũng tương đối sạch sẽ. Chỉ có hơi mòn một vài chỗ rất là ít thôi. Cạnh góc mình thấy cũng tương đối đẹp.
ở bên trong cũng ok, bên trên màn hình có phản quang rất là nhẹ. Vậy thôi mọi người, tóm lại là như vậy, ai chốt thì inbox mình. Luôn bao dinh nên mọi người yên tâm về chất lượng. Mua hàng thì cọc cho mình 1 triệu, còn lại mình ship code. Mọi người nhận hàng kiểm tra hàng, thanh toán số còn lại cho bưu điện ha. Một lần nữa mình báo giá mọi người là 9,9 triệu nha. Cảm ơn mọi người nhiều.